Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh gốm Nhật của em Trần Toàn. Mời tất cả mọi người chiêm ngưỡng một em bình cũng lại một em củ tỏi của Satsuma. Họa tiết vẽ tay, vẽ vàng rất là đẹp luôn. Đây mời tất cả quý anh chị xem. Đấy, vẽ người, tích người rất là đẹp luôn. Một em bình quá là xứng đáng để mọi người sưu tầm mọi người ạ. Bình rất là đẹp. Đấy, em xin phép là em đo kích thước trước, xong lát nữa em quay chi tiết hơn. Chiều cao của nó là 46 nha mọi người nhá. Chiều cao 46. Đấy, cái miệng nó vừa bằng nắm tay em luôn mọi người ạ. Miệng của nó là 11 nhé mọi người nhé. Miệng là 11. Rất là đẹp. Đây mời các bác xem chuyện nó đây. Đấy, hàng của Satsuma luôn. Đấy, các bác xem cái chôn của nó rất là đẹp luôn. Độ co ngót của gốm rất là ok. Hàng chuẩn luôn. Có vẽ vàng nhé mọi người nhé. Đây mời các bác xem. Đấy, mời các bác ngắm giò của mấy vị người Nhật. Em không biết tên gọi là cái gì đâu, nhưng mà đây là có kiệu này mọi người này. Có kiệu, có người, có ngựa. Đại khái chiếc bình này rất là đẹp. Đây, để em xin phép là em đo vòng bụng của nó nhé mọi người nhé. Vòng bụng của nó là 73 nhé mọi người nhé. Vòng bụng 73. Đây, mà các bác xem miệng của nó này. Đấy, rất là đẹp luôn. Cái dáng rất là độc luôn các bác ạ. Chuyện dấu cộng quá là đẹp luôn. Rồi, em xin phép em quay một lượt nữa để cho quay chậm lại các bác xem. Mà nếu mà các bác nào mà ưng ý sản phẩm này, các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Rồi, em Đoàn xin phép kết thúc video đây mọi người ơi. Em Đoàn xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video và luôn ủng hộ em Đoàn nhé. Em Đoàn xin chân thành gửi một lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người. Rồi, em Đoàn xin chào tất cả mọi người.